Oh, it's sort of like I'm gonna see the dog. Can you get the red envelope? Let's eat. And in on! Wow! Yeah. Yeah. Yeah.
give me 10 and me start to give. Yeah. All right, so bon appetit. Thank you all. Oh, the food, we have some lily pad, we have some lotus pad rice cakes, we have some tapioca rice cakes, some pork patty, spring rolls. I made a barbecue pork chassu, some rice rolls and vegetables and some ham. And my dad, he made a pork noodle soup, Cambodian style. And yeah, so anyways, dig in, bon appetit, thank you all. Một phạt tắt buồn cây luôn. Rồi, rồi, thế Alan. Các bạn. Alan. Rồi, thế chưa? Trắng khi con lặng lẽ.
trên trời, con do tay người làm ra. Lạy Cha, xin thánh hóa và chúc lành cho chiếc khăn quan tài này, cũng là chiếc áo là của nhà tạm cho thân xác tôi tới Chúa là bà Teresa. Trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô, xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác tôi tới Chúa là đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ơi, xin xóa tội con theo lòng lớn tuấn vô bờ. Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ơn ơn kêu vang, lạy Chúa xin
thương, ban xuống niềm tin âm u cho tâm hồn. Rửa con nên trinh trong, dư sạch mọi gian ác. Cứu con qua ánh tội khiên, con thành thâm thú lỗi lầm. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiên. Ơn năng kêu vang, lạy Chúa xin dụ thương. Ban xuống niềm tin ấm u cho tâm hồn. Ở ngay bên thiên nhang, con phạm tội nhớ nhầm. Chúa luôn công chính từ nhân, khi người tuyên án nhân loại. Chúa nhân từ xin lắng nghe, linh hồn con tha thiết. Ông đang kêu vang, lạy Chúa xin chú thương. Bác xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa con dẫn lên tâm hồn đã tan vỡ. Chúa không khinh ghét hồn con khi đã thông hối tội tình. Chúa nhân từ xin lắng nghe, linh hồn con tha thiết. Ơn năng yêu ban, lạy Chúa xin yêu thương. Ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn. Mở môi cho con luôn dâng lời người khen Chúa. Chúa không ưa lễ toàn yêu, nhưng nhận của lễ giảm trần. Chúa nhận từ xin lắng nghe, linh hồn con tha thiết. Ơn năng kêu vang, lạy Chúa xin yêu tâm. Nguyện sự ân sủng và bình an của Thiên Chúa cho chúng ta và Đức Giêsu Kitô ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Chúa làm phép chi thể của tôi tớ Chúa là Teresa với Đức Thánh nhắc nhở bí tích rửa tội như Thánh Phaolô đã viết: tất cả chúng ta đã chịu rửa tội trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và nếu chúng ta đã chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để những người nhờ Đức Kitô, nhờ sự vinh hiển của Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta đã được liên kết với Người trong cùng một cái chết giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại như vậy. Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi tớ Chúa là Teresa Tintisem đã mặc lấy Đức Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô lại đến. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế chúng ta muốn chiếc lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa chúc lành trên những chiếc khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho những người chúng ta sẽ trở nên con người tốt hơn.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong tình yêu quan phòng của Chúa, Chúa đã thương ban cho con người có tổ tiên, ông bà, cha mẹ được sinh ra và tăng trưởng trong tình thương ấm áp của một gia đình. Chúa cũng đã cảm thông với kiếp người yếu đuối, buồn sầu khi mất đi người thân yêu như xưa Chúa đã thương khóc Lazaro. Hôm nay gia đình và Teresa cũng đang trải qua những đau buồn thương tiếc vì sự mất đi của người thân yêu. Xin Chúa thánh hóa những khiết tha này tượng trưng cho lòng thương tiếc của toàn gia đình. Để khi các thành viên trong gia đình mang trên đầu làm dấu hiệu cho lòng thương tiếc, xin cho toàn thể các thành viên trong tang quyến khi mang khăn tang này được luôn nhớ đến người thân yêu trong lời kinh nguyện cho người quá cố và biết yêu thương đồng bọc lẫn nhau trong tình nghĩa đại gia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và gia đình quý trọng lên nhặt khăn tang phạm di hoàng của cầu thân. Khi Chúa thương gọi tôi về, gia đình quý trọng lên hoan, gia đình Vân với Alan tiếng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca ngàn dân. Gia đình cầu Tống Phước Lập đi đâm Sion qua khỏi kiếm lưu đầy, tôi vẫn cứ như còn sống ngoài đất mơ chuyển biến. Gia đình khi Tống Thị Hoài gọi tôi về, tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi hoàn lời ca. Gia đình dì Tống Thị Lan, tôi thân linh phu, hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng gia đình dì Tống Thị Hương đã biết bao kỳ công, khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi đứng vui tiếng cười. Gia đình dì Tống Thị Thủy dân tung hô, tôi thần vinh phong, bao yêu anh em. Gia đình dì Tống Thị Thúy, xin Chúa dẫn đưa về. Gia đình cậu Tống Phước Sơn, khi Chúa thương gọi tôi về, rồi hân hoan như gia đình cộng tuấn, miệng tôi đứng vui tiếng cười, cầu hùng lưỡi tôi vang lời ca hát, dân tung hô, gia đình Phương Uyên gieo trong đau thương che gạt dưới vui Phương Uyên. Phương Uyên sẽ về như một lời ca, khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thần vinh phu. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ cả người sống lẫn kẻ chết và thương xót hết mọi người, chúng con khẩn nại xin Chúa lấy lòng nhân từ tha thứ mọi lỗi lầm cho tất cả những người cầu Chúa đói thương, và khi đã được luôn hướng kiến tôn nhan họ, được vui mừng ca ngợi Chúa đến muôn đời,
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài đọc 1. Chúa Kitô, một khi từ trong cõi chết sống lại, người không chết nữa. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người. Bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa mà lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người, sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã đến chết, tức là được giải thoát tội lỗi, mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Vì biết rằng Đức Kitô, một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa. Sự chết không làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần thoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lương và chan chứa tình thương. Người công xử với ta như ta đang tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta. Chúa là đấng cứu độ cho người công chính. Như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người. Vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì, Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. Chúa là đấng cứu độ cho Người công chính. Đời sống con người chẳng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi. Nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Chúa ban ơn cứu độ cho Người công chính. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng tất cả những người Chúa Cha ban cho ta
đều sẽ đến với ta. Và ai đến với ta sẽ không loại ra ngoài. Vì ta từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Mà ý của đấng đã sai ta là tất cả những kẻ người đã ban cho ta, ta sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ta sẽ không để mất một ai, nhưng cho họ. Thật vậy, ý của cha ta là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và ta sẽ cho họ sống lại sau ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa. Và chúng ta ngồi. Có lẽ chúng ta cảm thấy nó rất là đột ngột, nhưng mà cũng là một sự duyên cho chúng ta để trong cái hoàn cảnh pandemic Covid này chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau. Nhìn lại thật xa, ở đây có Dì Huệ, có Tuấn, Duyên là những người cùng lớn lên với cậu, ông cậu ở Việt Nam, cùng xóm, gần gũi với nhau. Đó, mỗi năm mà có người thân chết thì gia đình bên mở cầu rồi gì là họp lại là nấu heo, nướng heo rồi ăn uống đủ cái chuyện, và đọc kinh mỗi đêm, đọc kinh 7 ngày lận. Nhưng có lẽ chúng ta trong tình thâm gia đình hôm nay cậu không nói nhiều, không dùng những cái từ sâu sắc như văn hoa, nhưng những cái từ, những câu chuyện trong gia đình của chúng ta. Và hôm nay chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì là một cơ duyên chúng ta lại đến với nhau, đến để cầu nguyện, đến để chia sẻ, đến để chia buồn. Người buồn hôm nay là Ti và Vân, là hai đứa con của dì Sen. Dì Sen lớn lên trong một khung cảnh mà cậu còn nhỏ. Dì Sen là 80, cậu là mới 60 mấy. Cậu còn nhỏ, cậu nhớ từng chút một. Tuấn Anh Đa Banh, dì Huệ đi học Đồng Khánh, cậu nhớ từng chút một những câu chuyện như vậy. Nhưng mà vẫn là những câu chuyện của tình thâm gia đình. Rồi khi mẹ của cậu chết, cậu bỏ nước ra đi, cậu từ nhỏ đi tu thì mới biết rằng một người mẹ rất là quan trọng. Cậu khóc gần 6 tháng, cậu rất là đau buồn vì thấy cuộc đời mình có mẹ mà giống không có mẹ, vì mình đã tặng hết cho Chúa. Mình đã sống cuộc đời lấy người nhà, lấy người thiên hạ, lấy người bạn khắp nơi là người nhà của mình. Và gần hơn thế nữa, đây là gần hơn cách đây trước khi Covid đến, cậu đã đến cái đường Luther King, cậu nhớ tới nhà mẹ của Vân Ti, là em bằng gì của cậu, để thăm, ở lại một đêm nói chuyện. Thì lúc đó cậu biết thì Sen đã bị ung thư, cũng kể chuyện như vậy. Thì cậu nói một câu là tại sao Sen không lên ở cái Ti, trong đó Ti quý thì đang sửa nhà sửa cửa, và cuối cùng cũng lên. Với thời gian đó đã chuẩn bị gần mấy năm trời. Chúng ta biết những người ra đi đột ngột, không biết họ được chuẩn bị những gì. Nhưng mà hôm nay người thân của chúng ta, mẹ của Ti với Vân, và người dì của chúng ta, người thân yêu chúng ta đây đã được chuẩn bị, Chúa đã cho thời gian chuẩn bị để biết cái gì xảy ra. Và gần hơn nữa, cách đây mấy tuần thì cậu lên đây, một cái cơ duyên cậu lên đây làm chúng ta cho mẹ của một người bạn cùng đồng thế, thì cậu ghé thăm, cậu sức dầu lâm chung, cơ hội cuối cùng trong nói chuyện. Thì đó, mẹ của con, dì của con, đó thì nghe, cứ nghe câu các câu chuyện, có lời nguyện, thì cậu nói chuyện một chút thôi. Người rất là tỉnh táo, nhưng mà cậu biết, bởi vì cuộc đời của cậu gần 32-33 năm, cậu đối diện bao nhiêu sự chết trong bệnh viện. Đã từ Canada, bên Đức, bên khắp nơi cậu đã đối diện bao nhiêu cái chết. Nhưng những cái chết mà được chuẩn bị như vậy, cuối cùng một cái chết mà cậu thấy ông ta không là ông Bill, ông là một cái lính Mỹ mà làm ở Việt Nam, ông ra Huế luôn. Ông thân với cậu lắm, tối đó ngày thứ bảy, cậu làm lễ bên chiều xong cậu ghé thăm ông, thì ông tắm rửa, ông rất là chồng, ông mập mạp lắm. Ông tắm rửa thì cậu vô thăm ông, rồi cậu trả ông là sao mày so fat, ngày mai là ông chết. Thì vợ ông gọi, Father Ben, could you come? Bill, he's so happy, last night he saw you, but he passed away, he passed out this morning, he gone. Và cậu tới làm phép xác, lúc đó 7 rưỡi, mà 8 giờ cậu trở về làm lễ. Những câu chuyện như vậy để cho chúng ta thấy rằng cuộc đời này tượng trưng rất là dễ thở, dễ sống. Mục đích của chúng ta là hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Vật chất, tiền bạc từ nó cho chúng ta hạnh phúc, nhưng từ đó không phải là cứu cánh. Cuộc đời chúng ta, đời sống gia đình, một người mẹ, một người chị, một người anh, một người con, những tình thâm đối với nhau, đó là những hạnh phúc của cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta fall in love một người đó, chúng ta không bao giờ nghĩ đến ai, mà chỉ đến người yêu của chúng ta thôi. Khi con chúng ta sinh ra cũng vậy. Hôm nay dì Sen, mẹ, bà ra đi, sự tương tiếc của tất cả chúng ta là chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì một cơ duyên chúng ta đến lại với nhau, ngồi lại với nhau, cầu nguyện với nhau.
chúng ta không phải sợ. COVID chẳng qua là một sự chính trị thôi. Cuộc đời cậu đi vượt biên 12 ngày trên biển, không ăn không chết, ở tù 2-3 lần không chết, không bao giờ bị bệnh. Chúng ta tin được vào Chúa. Tiếng Anh có một câu, cái motto là In God I trust, I not scared. Cậu đổi lại, đối với tôi, whatever I stand, I do the best. Chúng ta không sợ, chúng ta tin được vào Chúa. Hôm nay sự ra đi của người thân chúng ta là một sự đau buồn, thương tiếc rất gia của chúng ta. Mà đặc biệt hôm nay để cậu được gặp lại dì Huệ, Tuấn, Duyên, những người thân, tất cả tụi con. Đó, thì đó là cơ duyên. Chúng ta cảm thấy mỗi cơ hội, một cái event, một cái nhỏ, thì đó là một cơ duyên chúng ta để chúng ta gặp gỡ lại nhau, chúng ta ngồi lại với nhau. Mà điều quan trọng, đức tin của chúng ta. Tại vì chúng ta thấy cái văn hóa người Mỹ này, khi mà COVID đến, họ mất đức tin. A little thing but you give up your faith. Họ ở nhà, họ live stream mass. Tại sao phải sợ? Vùng dưới cầu đó là Pasco, nhà thờ họ không mang mask. Những cái vùng mà Cộng Hòa họ mang mask. Thì ở đây mình có trở lên lên dân chủ, cầu thì không. Nhưng mà điều đó không phải quan trọng. Điều quan trọng chúng ta tin vào Chúa. Nếu có ngày chúng ta chết, chúng ta phải chết. Vì sen là may mắn, vì mất ra đi có chúng ta đây, vì đã 80 tuổi, đó hạnh phúc. Khi ba của cậu chết là mới 61 tuổi thôi, cậu mới lớp 7, lớp 8. Cậu chẳng hiểu đau là gì, không khổ. Nhưng mà hôm nay cậu thấy cũng vâng. Cậu tới sớm, cậu lấy xe 3 tiếng rưỡi, cậu ngồi xe, cậu thấy nó. Cậu bỗng khóc âm thầm, thấy một mình nó lại cho mẹ nó. Tí, mỗi đứa tụi khóc, những cái tình cảm như vậy. Nhưng mà đó là những tình cảm mà chúng ta sống, những tình cảm rất là yêu thương. Thì hôm nay cậu muốn nói là Chúa dạy chúng ta, Chúa đã sinh ra chúng ta, Chúa đã cho chúng ta có cơ hội để sống trên đất này. Chúng ta ở một đất nước Việt Nam, chúng ta ở Phú Nam, ở nhà thờ Tránh Tòa, chúng ta vô Quảng Biên, chúng ta ở khắp nơi. Rồi cuối cùng chúng ta đến đây cũng là một cơ duyên. May mắn cậu đi khắp nước, cậu đi từ nước Pháp qua nước Ý, nước Đức, Canada, rồi cậu về đây. Cậu ghét Mỹ lắm, cuối cùng thấy Mỹ rất là tốt, là thiên đàng trần thế này. Cậu tới đây đây, nhưng mà chúng ta đã là cơ duyên cho họ. Hôm nay cậu gặp lại Lâm. Lâm ở trong xóm, cậu biết Lâm đã cũng là anh em với nhau. Hôm nay cậu ngồi nghe cậu lại gặp Lâm, là con của Lâm, rồi vợ con của Lâm, là những cái duyên mà gặp lại. Mà là chúng ta cảm tạ ơn Chúa, nhờ người nằm xuống yêu thương chúng ta để chúng ta có cơ duyên gặp chúng ta. Và đức tin chúng ta nói gì? Chúng ta phải tin tưởng vào Chúa, không biết sợ, và sống cho đúng xứng đáng là con cái của Chúa. Chúng ta làm sống xứng đáng và học hành để chúng ta làm rạng danh con cái của một gia đình. Họ Nguyễn, họ Tống, họ Lê, họ Phạm, whatever. Chúng ta phải sống đời sống của chúng ta. Và chúng ta theo bước người thân của chúng ta đi. Người thân của chúng ta nằm xuống, có lẽ chúng ta đau buồn. Nhưng người đau buồn nhất là Tí với Vân. Mà những người đã mất mẹ, như chúng đây, như dì Huệ, những người đó, họ còn đau khổ vì những cảm xúc. Còn tụi con còn mẹ, tụi con chưa có cảm giác được. Một ngày nào đó, khi mẹ mất, tụi con mới hiểu được cảm giác đó. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Và chúng ta xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, để chúng ta luôn cam đảm cho sống đức tin của chúng ta. Bất cứ môi trường nào, ở hoàn cảnh nào, như khó khăn, cực khổ, đói rách, chúng ta luôn luôn rạng danh con cái của Chúa. Đó là đức tin của Kitô hữu, đức tin của người Thông giáo. Đó là sự cứu độ chúng ta đời sau. Amen. Giờ đây xin cộng đoàn đứng lên. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa Giêsu Kitô với tâm tình phó thác và hết lòng tin tưởng vào sức mạnh của Thánh Giá, của sự phục sinh của Người, để dâng lên những ý nguyện của chúng ta. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho linh hồn Teresa được hưởng tôn nhang Chúa muôn đời trong nước hằng sống. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này Chúa Giêsu, con Thiên Chúa cho đã đến để hủy diệt sự chết, xin cho chúng con tin vào Chúa là lời hứa và phần thưởng cuộc đời, cuộc sống đời sau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa cho đã hứa phúc thiên đàng cho người trộm lành thống hối, xin đưa linh hồn Teresa và hưởng niềm vui nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa cho được nuôi dưỡng linh hồn Teresa trong tiệc thánh mình máu thánh của Chúa, xin cùng đại thương đón nhận linh hồn Teresa và nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã an ủi Martha và Maria trong lúc đau buồn, xin cho chúng con được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng và cuộc sống đời đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, trần gian là chỗ dung thân tạm thời, và cuộc sống trần gian này là một chuyến hành hương. Quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Vì thế chúng ta cùng cầu nguyện với Cha trên trời như lời Chúa Giêsu đã dạy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, được Cha chỉ lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Mẹ ơi, con dõi bước theo mẹ, con biết soi gương mẹ. Xin mẹ cho con mai tin xin vâng. Mẹ ơi, đi trong ngàn nguy khó, tìm vì dâng tràn đầy đó. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà lời hồn thể về xa qua chốn u sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng nhớ nhau. Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu nỗi bao gai. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, đưa Cha chỉ đến, đi Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sa chưa cam dỗ, như chúng con đã sa tội chúng con. Kính thưa toàn thể quý vị, thay mặt cho mẹ con, thay mặt cho gia đình chúng con, đại gia đình chúng con ở Mỹ và ở tại Việt Nam, xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị vì lòng thương mến mẹ con đã đến đây để đọc kinh cầu nguyện cho mẹ con. Gia đình chúng con cảm tạ quý cha, cha Đào Xuân Thành, Chánh sứ giáo sứ các thánh tử đạo Việt Nam, cha Anton Trần Hữu Lân, cha Nguyễn Văn Diệu Dennis, là cha là anh họ của mẹ con từ trong Pasco ra, cha ra cho dân thánh lễ nhưng vì sức khỏe rồi cha phải về lại, cho nên là cha không có thể ở lại và vì sức khỏe cho nên cha phải làm nghi thức phát tang. Làm phép khăn tang sớm. Và con cũng cảm ơn cha Ngô Đình Thông, dòng Chúa Cứu Thế, cha ra bay từ bên New York về để tham dự lễ an táng của mẹ con. Cha Tuyến Phạm, cha Trần Bảo Anh, cha Tom Picton, dòng Chúa Cứu Thế. Con cũng xin cảm ơn quý vị ở trong hội Legion Mariae đã đến để mà dâng lời đọc kinh cầu nguyện cho mẹ chúng con. Và trong cái lúc tang lễ, trong cái lúc này là cái lúc rất gia đình chúng con rất là đau buồn. Nếu có những cái gì sơ sót, con xin quý vị rộng lòng tha thứ, bỏ qua cho gia đình chúng con và cầu nguyện cho mẹ con sớm về hướng nhan Thánh Chúa. Ladies and gentlemen, thank you very much for taking time to come out and to pray for my beloved mother, our beloved mother. During this difficult times,
It's impossible for us to plan everything accordingly. If we, for any reason we're, any mistake we're making, we're asking for your pardon. Please continue to pray for our mother. During this time, we're gonna have people to come up, and any people would like to come up and share some thoughts, some condolences, or anything, please come forward. Quý vị nào mà quen biết với mẹ con, quý vị muốn lên chia sẻ phần yêu, xin đây lúc quý vị có thể lên để mà chia sẻ. Một lần nữa con xin thay mặt gia đình xin cảm tạ tất cả quý vị. Thưa tăng gia, xin kính thưa cộng đồng, tôi xin phép được đại diện cho hội Lizu Mary tiểu đội Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Curia Đức Maria Mẹ Thiên Chúa của Tổng Giáo Phận Xe Thổ. Kính thưa quý vị, bà Teresa Tống Thị Sen sinh thời là hội viên Dejo Maria của đội Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Curia Đức Maria Mẹ Thiên Chúa của giáo Tổng Giáo Phận Xe Thổ. Bà là một hội viên gương mẫu, siêng năng kinh sách và giữ đúng luật lệ của hội. Cái thời gian trước đây còn mạnh khỏe thì chúng tôi có nhiều dịp để tiếp xúc với bà. Từ khi mà bắt đầu bà lâm trọng bệnh thì bị di chuyển lên Everest, thành thử đôi khi cũng mất liên lạc vì mất cái số phone đó, thành thử ít khi liên lạc được. Nhưng mà những người thân quen với bà thì vẫn thường là thông tin cho hội biết. Thành thử ra cái sự sùng kính Đức Mẹ và siêng năng lần rỗi mơn côi hàng ngày của bà đã mang lại cho bà một cái cuộc sống rất đạo đức cho đến khi mà Chúa cất bà về. Vì thế anh chị em hội viên cũng rất phấn khởi và rất lạc quan về sự đời phần rỗi của bà đối với Chúa và đặc biệt là mẹ Maria. Thì cho đến giờ thì tất cả các hội viên từ Everest cho đến Tacoma đã được thông báo và đang hướng về để cầu nguyện cho bà, khoảng chừng 500-600 người gì đó. Và hội cũng sẽ dâng một bờ y lễ vào 9:30 sáng Chủ nhật này, ngày 20/2/2022 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thì xin mời tăng gia tới cùng nghiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho bà được sớm hưởng về nhan Thánh Chúa. Và cũng xin Chúa ban mọi ơn lành cho an ủi tăng gia trong những cơn mất mát buồn sầu này. Xin thay mặt cho hội Lizu Maria xin thành kính phân điểm. Xin quý vị tôi xin thay mặt cho chị họ dòng Chúa Cứu Thế có lời phân điêu và đọc cái thư của Tổng hội Học Chúa Cứu Thế Trung ương ở Houston và Texas gửi đến cho gia đình của bà Teria Sống Tống Thị Sen. Để tôi đọc. Học chi hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Xia Thổ Washington. Kính thưa quý tăng gia và tăng quyến, được tin bà Teresa đã tạ thế ngày 10/2/2022 đại diện Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại. Chúng tôi xin chân thành kính phân ưu cùng mỗi người trong tăng gia
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ hằng cứu giúp sớm đưa linh hồn bà Teresa về hướng nhan Thánh Chúa, cha bề trên phụ tỉnh, cha tổng linh hướng, các cha linh hướng và quý cha bề trên, các tu viện và học viện dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại tại Cali và Texas đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn bà Teresa và các hội viên hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại khắp nơi được báo tin qua bản tin của hội để cùng hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn của bà Teresa, đồng thời quý tu sĩ và quý thầy sinh viên dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại cũng được báo tin để thêm lời cầu nguyện. Ngoài ra, phụ tỉnh và hội bảo trợ ơn gọi cũng có lời phấn ưu được đọc trong chương trình phát thanh radio Mẹ hằng cứu giúp đăng trên người san Đức Mẹ hằng cứu giúp mỗi tháng và đưa lên mạng lưới toàn cầu website của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại. Quý danh bà Ma Teresa được ghi vào sổ hội viên qua đời. Ngoài thánh lễ cầu nguyện chung hàng ngày và ngày vào ngày tháng qua đời hàng năm, cha tổng linh hướng, các cha linh hướng và quý cha bề trên nhà dòng tại Cali và Texas sẽ dâng lễ dỗ cầu nguyện cho bà Teresa. Ban quản trị trung ương hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại xin ghi nhận và biết ơn bà Teresa đã là một ân nhân đóng góp vào việc đào tạo, phát triển ơn gọi và mở mang dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại hải ngoại. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria hằng cứu giúp, Thánh An Băng Xô, Thánh Teado, quan thầy, hội bảo trợ ơn gọi, các thánh dòng ban tràn đầy ơn lành hồn sắc, an ủi những quý ta quyến trong thời gian đau buồn thương tiếc này. Linh mục tổng linh hướng Đa Minh Nguyễn Phi Long, hội trưởng Phêrô Nguyễn Quang Hưng, linh bác. Kính chào quý ông bà và anh chị em trong Chúa. Tên con là Vân. Con là một trong những hội viên của Hội Ái Ngữ Huế. Con biết chị qua những lời chào ở trong nhà thờ khi gặp chị. Khi mà con nhìn cái cáo phó của anh Quang gửi thì mà con người nói mà biết rồi, chị này lễ phép lắm. Con đi đọc kinh dùng mà. Kính thưa đại gia đình Tam Quyến, một lần được tiện đưa một người về với Chúa, con thường thích ôn lại phúc âm rất là nhiều để giữ vững niềm tin. Phúc âm để lại, trời đất sẽ qua đi nhưng lời Chúa không bao giờ phai. Như lời Chúa Giêsu diễn tả về cuộc sống đời sau, ai tin ta sẽ được sống đời đời. Nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta về để dọn chỗ cho cả con. Quê hương của chúng ta ở trên nước thiên đàng. Thiên đàng là nơi không dừng vờ gả chồng, nơi Chúa sẽ lau khô dòng lệ của mình, vân vân và vân vân. Đây là những lời trong phúc âm mà con ôn lại mỗi lúc con đi phân ưu cho một người về với Chúa. Nhờ tin vào lời Chúa cho con tin, chị Teresa Tổng Thị Sen đã và đang ở với Chúa. Con của Chúa là đi về với Chúa. Con của Chúa là phải đi về với Chúa. Phải tin như vậy. Không phải việc làm của chị tốt hay xấu, nhưng nhờ vào lòng thương yêu vô bờ bến của Chúa mà chị được về với Chúa. Người kẻ trộm ngày xưa trên cây thánh giá bên Chúa Giêsu, chị một lần xin thương xót là được về ngay thiên đàng với Chúa hôm đó. Làm sao sánh được với một người con đã thuộc về Chúa cuộc đời, được thánh luyện không biết bao nhiêu năm tháng dài trên giường mình, biết bao nhiêu lần xin thương xót,
xin thứ tha lỗi lầm, chắc chắn là có. Đức tin của con cho con tin, chị Teresa Tổng Thủy Sen đang được ngồi trong bàn tiệc với Thiên Chúa Ba Ngôi hàng ngày. Ai tin thì sẽ được nhận, Chúa Giêsu nói như vậy. Chị Teresa tin và con tin. Hãy ngợi khen Thiên Chúa chúng ta với chị. Cảm tạ ơn Chúa cho chị. Xin Chúa ban mọi ơn lành xuống cho tất cả đại gia đình Tam Quyến và tất cả chúng ta ở đây. Thần kính phân ưu. Thì Chúa đã thử thách các ngài như thử
Khi đến giờ Chúa ghé mặt nhìn các ngài, các người công chính sẽ chói sáng và chiếu tỏ ra như ánh sáng lửa chiếu qua bụi trong. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa là bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Lạy ơn Chúa. Tôi tham gia và tê bê ra về với Chúa, đó là một hạnh phúc. Phần chúng ta còn ở lại dương gian, không phải sứ đồng, phương phép và vùng sống. Trong sự nghiệp phong hồn thánh tuyệt vời, trong cuộc thi lệ Chúa Kitô, hôm nay nhờ người và với người, chúng ta dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn của thế giới trên. Một phim và quân nhớ cầu hậu cho chúng tôi, cho sứ đạo và nhất là cho gia đình thân yêu của bà trong giai đoạn tan tập này. Thưa ông bà anh chị em, anh biết bao giờ cũng là một người mà yêu đi thiệt thòi, có thể gây tổn thương cho tinh thần của thân nhân. Để củng cố niềm tin cho nhau trong lúc này, chúng ta cùng cầu nguyện. Thiên Chúa là Chúa của đời, người sống và người chết. Chúng ta hãy tiếp tục và thờ lại người. Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa là Chúa thế gian khôn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đến thế gian không phải để tiếp án hoặc phạt, nhưng để ban ơn tha thứ và cứu chuộc nhân loại. Chúa là tình yêu. Tin tưởng vào lời cầu nguyện hải hà của Chúa, chúng con đến đây để cầu nguyện cho linh hồn tê ra người quá cố thân yêu của chúng con. Xin Chúa đón nhận linh hồn tê đê ra vào đời thực ra thiên thu. Con kêu lên khi chẳng được ra gặp Chúa, muốn là Chúa, xin Ngài để ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tôn, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong lời Chúa, con hết lòng mong đợi. Thank you.
cả cuộc đời mẹ dành cho con. Có lẽ chẳng thể nào cha mẹ được hết công lao sinh thành, nợ suốt đời một lời xin lỗi. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió. Giữa sóng to cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con, mẹ dành những chăm lo tháng ngày, mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối, dẫu đi trọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru. Sóng gió giữa dòng phố cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Nợ mẹ cả tuổi xuân vì con, nợ mẹ những chăm lo tháng ngày, nợ mẹ bao hy sinh để con chạm lấy. Mẹ đã đi rồi,
lòng con thương nhớ khôn nguôi. Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong,
mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn thank you.
trời quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hãy con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Trần gian vui sao, ngài là con đường.